Nam em xúc động bật khóc trên sân khấu vì lỡ yêu sai người. Cộng đồng mạng mới đây đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn biểu diễn của Nam em tại một đêm nhạc. Theo đó, đây là sân khấu thứ hai mà Nam em xuất hiện trình diễn sau ồn ào với Bạch Công Khanh. Cụ thể, phần trình diễn ca khúc Yêu Một Người Có Ước Mơ của Nam em đã nhận được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đây là sáng tác của Bùi Trương Linh, trình bày gây sốt khắp mạng xã hội trước đó. Đáng chú ý, trong sân khấu trình diễn, Nam em bật khóc trong một khoảnh khắc. Không thể hát trọn vẹn, phải trải qua vài lần lấy lại bình tĩnh thì Nam em mới có thể tiếp tục phần trình diễn của mình. Sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều khán giả đã dành lời khen cho cô vì sự nghiêm túc và chỉnh chu khi hát. Ngoài ra, có người còn để lại những bình luận an ủi Nam em. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự nhói lòng khi nghe cô nàng cất lên những câu hát đầy cảm xúc trong Yêu Một Người Có Ước Mơ. Ở phần bình luận, khán giả bày tỏ sự tiếc nuối. Nam em tính cách hơi lầy lội một chút nhưng hát rất là hay. Những cái clip mà cộng đồng mạng đăng lên hình như là Nam em chỉ giỡn thôi, còn bình thường Nam em rất là nghiêm túc. Hát như gửi đến Bạch Công Khanh nhỉ, thương Nam em quá. Nghe nhói lòng quá, thương em. Bài này hợp với Nam em rê. Nam em lầy lội thiệt mà cũng rất tình cảm nha. Đúng là trời không cho ai tất cả, Nam em đã chứng minh được điều đó. Một người thiệt thòi về tình cảm thường hay rung động lắm, mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ấy. Hai năm trở lại đây, Nam em thường đặt tình cảm sai người. Lúc trước là Lãnh Thanh, bây giờ Bạch Công Khanh. Trong năm mới này, mong rằng Nam em sẽ tập trung vào công việc, rồi Nam em sẽ gặp được người thật sự yêu thương cô. Các bạn ơi, ngày 15 tháng 1 là ngày sinh nhật của Nam em. Nếu như các bạn muốn tặng những phần quà cho Nam em nhưng ở xa không đến được, các bạn hãy vào FC Hậu Phương Vững Chắc để gửi tặng đến admin. Admin sẽ gửi những món quà ý nghĩa cho Nam em trong ngày sinh nhật. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ Nam em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.